Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2020. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 23 tháng 7 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Bính Thìn, tháng Giáp Thân, năm Canh Tý. Hôm nay là ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo trong ngày, giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ và giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Về ngũ hành niên mệnh sa trung thổ ngày bính thìn, tức can sinh cho chi, có nghĩa là họa sinh cho thổ, và hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm sa trung thổ kỷ tuổi canh tuất nhâm tuất, ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi bính ngọ nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ độ. Ngày thìn lục hợp với dậu, tam hợp với tý và thân, thành thủy cục xung với tuất, hình thìn, hình mùi, hại mão, phá xỉu và tuyệt tuất các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi mậu tuất, nhâm ngọ và nhâm thìn, nhâm tý. Tuổi xung trong tháng, tuổi mậu dần, bính dần, canh ngọ và canh tý nhé. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như là sao Thiên Hỷ, tốt mọi việc, sao Thiên Tài, tốt về cầu tài lộc, khai trương, sao Tục Tuế, tốt về mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Tam Hợp, tốt mọi việc, sao Mậu Thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Nhân Chuyên, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần thất sát. Đó. Các sao xấu trong ngày cũng có như là sao hỏa tai xấu đối với xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa, sao nguyệt yếm đại họa xấu đối với xuất hành, giá thú và sao cô thần xấu đối với cưới hỏi các bạn nhé. Và đặc biệt đó, ngày 23 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày này là ngày nguyệt kỵ, mồng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn các bạn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Chính Đông. Và tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2020. Như sau nhé. Đầu tiên á, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý, bạn sẽ phải trải qua nhiều cái cung bậc cảm xúc khi mà bạn đang có được thần tình yêu gõ cửa trái tim nhé. Và bạn tuổi Tý, bạn có nhiều cái chuyện tưởng chừng như là không bao giờ xảy ra, ấy thế mà lại trở thành thực sự với bạn đó. Trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân Tý Thìn, cho nên cái vận trình tình cảm của bạn mệnh tuổi Tý trong ngày này cũng rất chi là tốt đẹp. Đường tình duyên của bạn mệnh ngày càng được hanh thông, rộng mở. Ngày này các cặp đôi sẽ có thể sớm tính tới cái chuyện về chung một nhà, và trở qua cái tháng cô hồn này sẽ là làm lẹ lại mời họa hàng gần xa để mừng hỷ sự của bạn tuổi Tý nhá. Và trong cái ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý á, ngày này bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy bạn mệnh
đang chi tiêu khá chi là mạnh tay cho những cái nhu cầu không thực sự cần thiết. Đúng là kiếm tiền là để tiêu tiền, nhưng tương lai còn nhiều việc cần phải dùng tới tiền. Vì vậy mà bạn tuổi Tý, bạn cần phải cân nhắc nhé. Và đặc biệt trong cái ngày 23 tháng 7 năm Canh Tý ngày này là ngày Nguyệt Kỵ mồng 5, 14, 23, đi chơi còn thiệt nữa là đi bùn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn nhé. Ngày này cũng có nhiều sao xấu xuất hiện như là sao Hỏa Tai, sao Nguyệt Yếm Đại Họa, sao Cô Hồn và Thiêu Khẩu Minh. Ngày này là ngày rất chi là xấu, kỵ cái việc xuất hành. Xuất hành thì bị hại, mất của, mọi việc đều bất thành. Chính vì vậy, trong ngày hôm nay bạn tuổi Tý không nên xuất hành hay là không nên làm những cái công việc trọng đại, kỵ cái việc ký kết hợp đồng liên quan tới tiền bạc, cần phải thận trọng bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, tài lộc thất thoát. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, có nhiều cơ hội tình yêu. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, người ấy thứ tha. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, hạnh phúc gần bên. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, tiêu xài hoang phí đó. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày mùng 10 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu, bạn đang có điềm báo gặp phải những cái khúc mắc khá chi là lớn trong cái chuyện tình cảm của mình. Ngày này đối với bạn tuổi Sửu có nhiều chuyện bạn thấy nghi ngờ nhưng lại không dám mở lời gặp hỏi. Không muốn mình trở thành kẻ ghen tuông quá đà trong cái chuyện tình yêu, nhưng thực sự cái mối nghi ngờ như là cái chích rằn trong tim khiến cho bạn tự xỉu, bạn đứng ngồi không yên. Bạn hãy lựa lời để không gây ra cái sự mâu thuẫn bạn tự xỉu nhé. Trong ngày thứ năm này đối với bạn tự xỉu, chính quan chiếu mệnh. Cái điều này chúc mừng cho bạn tuổi Sửu trong cái ngày này vì bạn đang được cấp trên đánh giá khá chi là cao trong cái công việc của mình. Và bạn tuổi Sửu, bạn không ngừng tìm tòi học hỏi để hoàn thành cái công việc một cách xuất sắc nữa đó bạn tuổi Sửu nhá. Và ngày này đối với bạn tuổi Sửu, tuy công việc của bạn được hanh thông nhưng trong ngày bạn không nên làm những cái công việc trọng đại bởi ngày 23 tháng 7 này là ngày Nguyệt Kỵ mồng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn. Cái ngày này cũng có nhiều sao xấu như là sao Hỏa Tai, sao Nguyệt Yếm Đại Họa, sao Cô Thần và Thiêu Khẩu Minh. Ngày hôm nay cũng không phải là một ngày tốt để xuất hành hay là làm những cái công việc quan trọng bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, mâu thuẫn nảy sinh. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, nghi ngờ đến tranh cãi. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, cần phải bình tĩnh để giải quyết. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, công danh được thăng tiến độ. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày mùng 10 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Dần ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này đang có được báo hiệu bạn khá chi là may mắn,
cảm về cái con đường tình duyên lận tài lộc cho mình nhé. Bản mệnh Tuổi Dần trong ngày này sẽ có được những cái cơ hội để chạm tay vào cái hạnh phúc chỉ thuộc về riêng bản thân mình rồi. Trong cái ngày này đối với bạn Tuổi Dần, bạn cũng đang có được tam hội quý nhân không ngần ngại làm quân sư dẫn đường chỉ lối cho bạn Tuổi Dần, giúp cho bạn hiểu được trái tim mình thực sự thuộc về đâu. Đôi khi chính chúng ta cũng chẳng hiểu nổi lòng mình nữa đó bạn Tuổi Dần nhé. Và bạn Tuổi Dần, bạn cũng được thực thần chiếu mệnh là cái bài ca khải hoàn cho những cái cố gắng của bạn Tuổi Dần trong suốt cái thời gian vừa qua. Con đường tài lộc của bạn được rực sáng, cái chuyện kinh doanh với bạn cũng khá chi là khởi sắc, không ngờ tiền bạc ùn ùn đổ về nhà luôn đó bạn Tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, tài lộc dồi dào. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, tình yêu thắp sáng trái tim. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, nhân duyên được hạnh phúc. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, không để lỡ cơ hội. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, biết cách tìm nhau. Về đánh giá của bạn Tuổi Dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, bạn đang có cái điềm báo, bạn mệnh đang có cái sự chán nản và có phần thất vọng với chính bản thân mình. Ngày này với bạn tuổi Mão, cục diện tương hại, cái điều này khiến cho bạn mệnh suy nghĩ nhiều theo cái hướng tiêu cực, không chịu nhìn nhận theo cái hướng tốt đối bạn tuổi Mão nhé. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, người ấy có thể có những cái hành động khác lạ, nhưng điều đó hoàn toàn là hành động võ đoán của bạn. Và bạn tuổi Mão đừng lấy những cái suy nghĩ của bản thân mà áp đặt lên người khác, sẽ khiến cho tình yêu ỉu mệnh mất của bạn tuổi Mão nhé. Thương quan chiếu mệnh cho bạn tuổi Mão trong cái ngày này nhắc nhở bạn cần phải tập trung vào cái công việc của mình, chứ đừng có để cho những cái chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới cái công việc của mình bạn nhé. Bạn có thể bị cấp trên khiển trách nữa đoạn. Và đặc biệt trong cái ngày 23 tháng 7 năm Canh Tý ngày này, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ mồng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn bạn tuổi Mão nhé. Ngày này theo khẩu minh cũng là ngày xấu, rất xấu cho cái việc xuất hành. Xuất hành thì bị hại, mất của, mọi việc đều bất hành. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, bạn đừng suy nghĩ quá nhiều. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, bạn nên có bằng chứng rõ ràng. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, tin tưởng và thấu hiểu. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, lơ là công việc. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, thiếu đi cái sự sát sao đó nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, bạn đang có cái điềm báo như bị mây đen che phủ khi chính bạn lại đóng cửa trái tim mình. Bạn tuổi Thìn trong cái ngày này, bạn đang gặp ngày Thìn Thìn tự hình. Bạn mệnh không dám tin tưởng vào những cái điều tốt đẹp mà mình đang có nữa đâu đó nhé.
Và bạn Tú Thìn ạ, bạn nghi ngờ tình cảm đối phương dành cho mình chỉ là cái sự trêu đùa, gian dối, trái tim chân thành của người ấy bị bạn khinh rẻ, dẫm đạp dưới chân để rồi sau cùng chỉ mình bạn ôm lấy cái nỗi cô đơn, thất vọng của bạn nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Thìn ạ, bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Đây là cái điềm báo bạn đang có họa tiểu nhân đến gần, công việc của bạn tuổi Thìn đang dần đến thành công thì bị kẻ xấu buông lời gièm pha phá hoại hết cái thành quả mà bạn mất rất nhiều công sức để gây dựng nên đó bạn tuổi Thìn nhé. Và đặc biệt trong cái ngày 23 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ mồng 5 14 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn và theo khẩu minh, hôm nay cũng là ngày rất chi là xấu, rất kỵ cái việc xuất hành. Xuất hành thì bị hại, mất của, mọi việc đều bất thành đó. Chính vì vậy mà trong ngày này với bạn tuổi Thìn không nên làm những cái công việc trọng đại, đặc biệt là không nên ký kết hợp đồng liên quan tới cái xuất tiền tiền bạc trong ngày bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, tình cảm bị từ chối. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, tự làm khổ mình. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, tiểu nhân phá hoại. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, nghi ngờ phá hỏng tất cả. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, công việc không được tốt đó. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ năm ngày mùng 10 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, bạn đang có cái điềm báo vướng phải những cái khúc mắc về cái chuyện tình cảm nhé. Tuy nhiên cái con đường tài lộc của bạn tuổi Tỵ trong ngày này lại rất chi là hanh thông, rộng mở tới bất ngờ luôn đoạn. Trong cái ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đang có được thiên tài ở bên. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tỵ có được những cái cơ hội kiếm tiền cứ thế tới tay, chẳng cần phải vất vả tìm kiếm đâu xa đó. Có điều trong cái ngày này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn sẽ khá chi là vất vả để sắp xếp công việc kiếm được tiền nào có dễ dàng chi với mình đó bạn tuổi Tỵ nhé. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tỵ, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có họa sinh xuất cho thổ. Cái điều này bạn đang có cái điềm báo cái chuyện tình cảm của bạn không được tốt, nhiều cái vấn đề nảy sinh trong cái chuyện tình cảm bởi lòng tin giữa hai người không đủ lớn, nền tảng của tình cảm thiếu vững vàng nên có những việc nhỏ nhưng có thể bùng nổ thành cái mâu thuẫn lớn với bạn đó. Và đặc biệt trong cái ngày 23 tháng 7 năm Canh Tý này đối với bạn tuổi Tỵ, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ mồng 5 14 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời nửa đoạn không được tốt bạn tuổi Tỵ nhé. Và theo khổng minh ngày này cũng rất chi là xấu, rất kỵ cái việc xuất hành. Xuất hành thì bị hại, mất của, mọi việc đều bất thành. Chính vì vậy mà bạn tuổi Tỵ trong ngày này không nên làm những cái công việc trọng đại và không nên ký kết hợp đồng trong ngày bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, mâu thuẫn tình cảm. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, tiền bạc dư dôi. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, kiếm tiền dễ dàng. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, bận rộn vất vả. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, nhiều việc nảy sinh luận. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Tử vi tuổi Ngọ
thứ năm, ngày mùng 10 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ đang có được chính tài nâng đỡ, cho nên về cái vấn đề tài chính của bạn tuổi Ngọ trong ngày này không còn là cái gánh nặng với bạn nữa. Đơn giản bởi thu nhập từ cái công việc chính của bạn khá chi là ổn định, có thể không tới mức giàu sang nhưng cũng đều đủ để cho cái việc chi tiêu rồi đó bạn tuổi Ngọ nhá. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Ngọ, ngũ hành sinh xuất, cái điều này cho thấy bạn tuổi Ngọ chưa thực sự hiểu cái tâm lý của người ấy, có nhiều cái điều người ấy không muốn nói mà muốn bạn tự hiểu ra, chỉ vì người ấy không muốn phải thẳng thắn quá mức đối bạn tuổi Ngọ nhé. Và bạn tuổi Ngọ, nếu như bạn không phải là người ấy yêu thương thì có lẽ sẽ chẳng có cái sự nhượng bộ ấy. Nhưng với bạn tuổi Ngọ còn mất thời gian khá chi là lâu mới hiểu được tâm ý sâu sắc của người ấy đối bạn tuổi Ngọ nhé. Đặc biệt trong cái ngày 23 tháng 7 năm Canh Tí này, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ mồng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn bạn tuổi Ngọ nhé. Theo khẩu minh, hôm nay cũng là ngày rất chi là xấu, kỵ cái việc xuất hành. Xuất hành thì bị hại, mất của, mọi việc đều bất thành. Chính vì vậy mà bạn tuổi Ngọ trong ngày này không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại. Kỵ xuất hành, kỵ ký kết hợp đồng bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, tình cảm phai nhạt. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, tiền bạc dư dôi. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, thu nhập được ổn định. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, nhiều chuyện chưa hiểu nhau. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, cần phải nỗ lực nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 2, số 9. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: màu cam, màu hồng. Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ năm, ngày mùng 10 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, bạn đang có được báo hiệu sẽ được quý nhân trao cho nhiều cái cơ hội để thử sức mình ở những cái lĩnh vực mới đó bạn tuổi Mùi nhé. Ngày này với bạn tuổi Mùi, bạn sẽ giành được khá chi là nhiều thành công nếu cứ giữ được cái phong độ và tinh thần làm việc như bây giờ đó. Trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Mùi, đây là cái thời cơ để bản mệnh khẳng định cái năng lực, khẳng định cái vị trí hiện tại của mình. Bạn nên tập trung để làm việc cho tốt, đừng để cho những cái chuyện riêng làm sao nhã, mất công chính quan ở bên dẫn đường chỉ lối cho bạn nhé. Nhưng trong cái ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Mùi, bạn lại đang gặp ngày thổ khí dương đương vượng. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mùi đang có điểm báo không tốt về sức khỏe của mình, nhất là về cái đường tiêu hóa của bạn không được tốt. Dù công việc của bạn có bận rộn tới đâu đi nữa thì cũng nên chú ý tới cái chuyện ăn uống, chú ý tới sức khỏe của mình. Sẽ có chuyện nếu như bạn cứ để bỏ lỏng, bỏ bê cái việc ăn uống, bỏ bê bản thân mình đó bạn tuổi Mùi nhá. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, sức khỏe có vấn đề. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, công việc tín trị tốt. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, công danh thăng tín. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, nhiều chuyện thuận lợi. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, dễ bị đau dạ dày. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 5, số 8. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: màu nâu, màu cam. Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi,
tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân, thứ năm, ngày mùng 10 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân, bạn đang gặp được ngày ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn, cho nên bạn tuổi Thân sẽ chẳng cần phải lo lắng gì nhiều trong cái cuộc sống, bởi người ấy luôn bao bọc và che chở cho bạn mệnh, hết lòng yêu thương bạn nữa rồi đó nhá. Ngày này đối với bạn tuổi Thân, tam hợp cục sẽ sắp xếp lại cái nhân duyên cho bạn, giúp cho bạn để bạn không còn cô đơn lạc lõng nữa. Và bạn tuổi Thân, bạn hãy mở cửa trái tim mình để đón nhận tình yêu. Cuộc sống có bao nhiêu đâu mà chờ đợi. Thiên ấn chiếu mệnh, cái điều này giúp cho bạn tuổi Thân, trợ lực cho bạn mỗi khi bạn cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc. Và bạn tuổi Thân, bạn sẽ tìm được thêm nhiều cái tiềm năng còn ẩn giấu trong cái con người của mình mà trước đó bạn chưa hề nhận ra, chưa hề biết đến với bạn tuổi Thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy, công danh thăng tiến. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa, có nhiều cơ hội thể hiện mình. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ, tình duyên như ý. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc, may mắn hơn người. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim, yêu thương thật lòng. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ năm, ngày mùng 10 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái thời điểm này bạn tuổi Dậu, bạn đang có được báo hiệu sẽ đón khá chỉ là nhiều tin vui với mình. Và bạn tuổi Dậu, bạn không muốn khoe khoang đâu, nhưng niềm vui cứ hiện rõ trên cái khuôn mặt của bạn mà chẳng thể giấu giếm nổi được đâu đó bạn tuổi Dậu nhé. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, người ấy mang tới cho bạn một vùng trời riêng mà bạn thỏa sức vậy vùng, chẳng cần phải lo lắng cái chuyện này chuyện kia, có tình yêu nâng đỡ, dường như với bạn tuổi Dậu cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết đó bạn nhé. Và chính ấn chiếu mệnh cũng làm cho bạn tuổi Dậu đang có được báo hiệu thăng quan tiến chức. Cái khoảng thời gian trước bạn vất vả thì bây giờ bản mệnh đã tìm được cái thành quả mà gặt hái cái thành công cho mình rồi. Bản mệnh sẽ được cấp trên yêu ái rất chi là nhiều nữa đó bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy, công danh vững vàng. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa, có cơ hội. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc Thổ, tình yêu mở lối. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc Mộc, nhân duyên hòa hợp. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc Kim, may mắn ngập tràn. Phải đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ năm, ngày mùng 10 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, cho nên trong cái ngày Thìn này đối với bạn tuổi Tuất, bạn đang phải đối mặt với hung vận khá chi là lớn. Bạn mệnh vướng vào những cái chuyện phiền phức rắc rối chẳng đâu vào đâu và cảm thấy mệt mỏi vô cùng luôn bạn tuổi Tuất nhé. Với những cái rắc rối đó khiến cho người ấy hiểu lầm tình cảm của bạn, có thể dẫn đến hiểu lầm, nghi ngờ, nghi ngại là phá vỡ tình cảm vừa mới chớm nở giữa hai người mà chẳng có cách nào
tìm lại hóa giải được đâu đó bạn tuổi Tuất nhé. Thiên quan chiếu mệnh nhá, cái điều này nhắc nhở cho bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang có nguy cơ bị tiểu nhân quấy phá. Kẻ tiểu nhân có thể sẽ dùng cái lời lẽ ngọt ngào để lừa gạt bạn, khiến cho bạn mệnh mất cảnh giác mà trao tiền bạc vào cái nơi không đáng tin cậy nữa rồi nhá. Và đặc biệt trong cái ngày 23 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoàn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn bản tuổi Tuất nhé. Ngày này, theo khẩu minh cũng là ngày rất xấu, xuất hành thì bị hại, mất của, mọi việc đều bất thành. Chính vì vậy mà bạn tuổi Tuất, bạn không nên làm những cái công việc trọng đại như là xuất hành, cưới hỏi hay là xây dựng về nhà cửa, không nên ký kết hợp đồng quan trọng trong ngày bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, mất tiền hao của. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, thị phi bủa vây. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, tình cảm mâu thuẫn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, hiểu lầm, nghi ngờ. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 6. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu. Quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ năm ngày mùng 10 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này nhắc nhở bạn mệnh cần phải quyết đoán và dứt khoát hơn để không bỏ lỡ cái cơ hội hiếm có thuộc về mình bạn tuổi Hợi nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Hợi, công việc của bạn có nhiều lúc cần phải quyết định một cách nhanh chóng và dứt khoát, chứ chẳng thể chần chừ và do dự được. Bạn quyết định sau một phút là có người lấy mất cái cơ hội của mình, chẳng còn đâu mà tiếc nối này kia nữa đâu đó bạn tuổi Hợi nhé. Nhưng trong cái ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Hợi, bạn lại đang gặp ngày có thủy thổ bất dung. Cái điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn không được như ý. Chuyện tình cảm mãi chưa đi đến cái hồi kết, hai người chưa thực sự chắc chắn về cái tình cảm của đối phương, không dám dẫn thêm một bước để rồi phải từ bỏ trong cái sự đau đớn đó bạn tuổi Hợi nhé. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, tình yêu đến muộn. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, công việc trì trệ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, thái độ chưa tốt. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, cần thông cảm và thấu hiểu. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, đừng có ngại ngùng mãi nữa đâu nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 5, số 9. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc. Quý nhân phù trợ tuổi Tý.